Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Lâm TV nhá. Thì hôm nay Sơn lại tiếp tục truyền tải một cái video mới lên kênh để cho các bạn xem đây. Hôm nay Sơn đang có mặt ở một cái đám cưới của người đồng bằng, người dân tộc Kinh ấy các bạn. Thì trong cái đám cưới ngày hôm nay nó có những cái điều gì khác biệt so với những cái đám cưới ở trên vùng cao cũng như là vùng miền núi á, thì Sơn sẽ review tất cả cái khung cảnh trong đám cưới cũng như là các món ăn ở cái đám cưới nơi đây ấy. Thì có cái điều gì khác biệt thì Sơn sẽ review và truyền tải lên kênh để cho các bạn xem về cái đám cưới của người dân tộc Kinh nó như thế nào, nó có hiện đại hơn so với cái người vùng cao nhiều không các bạn nhá.
từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Giờ bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em.
sao. Đang cười, đang cười, chú sẽ là ai. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc, hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu, mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ, bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Sẽ là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời. Chưa bao giờ nguyện bên em xây ngôi nhà ước.